thân mến, đám quan tham sẽ có cách giải quyết như thế nào trong nay mai khi Trung ương sẽ rà soát kỹ càng trong vụ án drama? Lúc trước chưa xảy ra vụ lùm xùm, đám ca nghệ sĩ bẩn được khán giả tôn vinh là thần tượng vì trước mắt khán giả họ là những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật của giải đất hình chữ S, nên khán giả tôn vinh họ là thần tượng ngôi sao. Mặc dù tài năng của số đông người này chỉ xếp vào hạng xoàng xoàng, chuyện xem họ ca hát và diễn xuất thì người dân cả nước ai cũng đã biết rồi, đó là giúp cho khán giả có được những giây phút giải khuây tinh thần. Khi đã trải qua một ngày dài quần quật vì kiếm chén cơm, manh áo, khán giả yêu thương và tôn vinh họ vì họ quá đạo đức, và trong cái đạo đức này, nó cao quý nhất đó chính là biết yêu thương và giúp đỡ đồng loại. Đứng trên TV, hầu hết họ đều nói về đạo nghĩa và luôn khẳng định mình là người sống có đạo nghĩa nhất trong mấy chục triệu người dân. Họ luôn nói là sẵn sàng nhịn đói để giúp cho người khác được ăn no, và cũng nhờ vào những câu đạo nghĩa như vậy nên tên tuổi của họ được sáng lóa trong mắt khán giả. Nhưng nào ngờ bị khán giả lột trần thì họ lại lụi rõ ràng ra là một nhóm đám ca nghệ sĩ bị thối rửa đạo đức, mà bị thối rửa hoàn toàn luôn. Nó thúi từ chuyện yểm tiền, kêu gọi từ thiện đến chuyện chuyển số tiền ấy đi vòng vòng. Rồi sau khi theo các kiểu rác của sao kê rồi chửi khán giả, nói xấu khán giả, hầm hẹ khán giả. Phải nói thẳng là họ bộc lộ ra hết những cái bản tính như là đê hèn thâm độc, con đường ấu trĩ. Khán giả thật sự không ngờ là những câu hỏi tâm sự trên TV cho mình là người luôn biết giữ đạo nghĩa và luôn tôn trọng đạo nghĩa, nó lại trái ngược hoàn toàn với tính cách của họ để thường. Trên sân khấu họ trói sáng bao nhiêu thì đời thường họ lại móc méo bấy nhiêu. Hình như cái đạo đức của họ đã rất nhiều năm họ không quan tâm, lau chùi nâng cấp nên khiến nó quá bẩn bựa. Thì lúc trước là một nghệ sĩ quá nổi tiếng, mỗi lần xuất hiện trên TV thì mỗi một lần giúp cho cái màn hình TV sáng lòa lên. Nhưng từ ngày cái bộ mặt thật của bọn họ bị lộ ra thì mỗi một lần khán giả nhìn thấy họ thì lập tức cái màn hình TV lại bị ố nhòe đi. Và nó làm lây lan cái xấu cho cả một chương trình truyền hình. Cũng vì bởi có sự góp mặt của họ suốt hơn một năm nay, hiện có mở mạng xã hội lên là thấy hình ảnh của họ, kèm theo đó là những lời bình luận hạ thấp nhân cách của họ xuống đến mức không còn nơi nào để hạ thấp nữa. Tại sao số người này không có cái hành động thiết thực nào đó để gọi là vực dậy cái nhân cách trong bản thân mình lên, mà lại cứ đưa đầu ra để hứng chịu sự nhục mạ của hàng chục triệu khán giả? Như vậy, nếu như trong chuyện tiền kêu gọi từ thiện có khuất tất thì cũng minh bạch một lần cho xong, và nếu như khán giả thương thì vẫn để cho hoạt động nghệ thuật tiếp, còn không thì ta chuyển sang nghề nào đó khác mà làm bụi chẳng hạn. Ngoài chuyện làm nghệ thuật ra, đám ca nghệ sĩ bẩn này chẳng biết làm bất cứ việc gì nào khác để kiếm tiền hay sao. Làm nghệ thuật thì thuộc dạng yếu kém, đã vậy nghệ thuật sống ở đời thường lại không có thì khán giả đâu có để cho một số nghệ sĩ này xuất hiện trên TV của mình. TV là để cho nghệ sĩ chân chính xuất hiện, chứ để cho cái số nghệ sĩ bất hảo chiếm màn hình để nói nhân nói nghĩa, rồi dạy đời khán giả những âm thầm, làm chuyện bất lương, thì sẽ hư đời con cháu chúng ta sau này hết. Cái chiến thuật giới trẻ này, nó không còn hợp với thời đại nghệ thuật 4.0 đâu các vị nghệ sĩ bẩn ạ. Hãy trả lại cho khán giả những giây phút giải lao có ý nghĩa và có lợi ích cho sức khỏe như những thập niên trước đi. Phương Hằng hôm nay đã lấy luôn cả thế giới những gì Phương Hằng làm nhằm tẩy rửa một số nghệ sĩ ca sĩ bẩn. Trá hình thần y lừa đảo là có tội với đất nước hay sao? Còn gánh nghệ sĩ kia được cấp huy chương vàng, huy chương bạc cho nghệ sĩ ca sĩ bẩn, bọn chúng gom góp tiền của dân nghèo chuyển ra nước ngoài đến khi chết. Vụ việc của Phương Hằng không những trong nước mà cả thế giới đều theo dõi, chỉ còn hy vọng nhiều về pháp luật, công minh sẽ làm sáng tỏ vụ việc này cho cả thế giới biết. Các ông giáo công minh trả Phương Hằng về với những trẻ em với những trái tim đau của trẻ thơ. Trả Phương Hằng về với quỹ hoàn lương, trả Phương Hằng về với quỹ sở vàng, vì ở đó có rất nhiều mảnh đời bất hạnh đang rất cần đến Phương Hằng về cứu giúp những mảnh đời bất hạnh, khốn khổ nhất trong những người khốn khổ. Nhân dân đặt niềm tin trong vào các ông giáo sẽ làm sáng tỏ để cho nhân dân trong và ngoài nước được nhìn thấy sự công minh của pháp luật. Chân thành cảm ơn cán cân công lý rất nhiều, trân trọng điều tra bổ sung. Thưa quý vị, hành trình bà chủ Đại Nam siêu Nguyễn Phương Hằng làm việc chính nghĩa, tố giác tội phạm, lăng băm lừa đảo phản động. Chúng nó cấu kết với một số nhà báo bẩn, luật sư mất đạo đức từ trong nước ra nước ngoài, bây giờ số lượng rất lớn và cực kỳ nguy hiểm cho xã hội.
gấp ngàn lần so với trùm xã hội đen Nam Cam Sài Gòn trước đây, mà được con cháu của Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Hà Phan còn sót lại mới tên bảo kê, cho vô tù hết. Việc khiến cư dân mạng và người dân cả nước vô cùng bức xúc là bà Nguyễn Phương Hằng, là người tố giác tội phạm, tố giác một nghệ sĩ quảng cáo hàng hóa kém chất lượng, thuốc giả, tiền ảo hành người dân Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng tố giác tên ca sĩ Hoài Linh 14 ngâm tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng hơn 6 tháng. Nếu không có mà Phương Hằng tố giác thì chắc nó để hơn 6 năm nữa rồi quên luôn. Bà Nguyễn Phương Hằng tố giác vụ trọc gia sư mất đạo đức loạn luân, lừa đảo Tịnh Thất Bồng Lai. Tòa án xử lý hình sự rồi đó, bà Nguyễn Phương Hằng tố giác vụ kết tết Việt Á đã thấy rõ ràng rồi còn gì. Phải nói nữa, có phải bắt giữ bà để bịt miệng đừng cho nói và tố giác tội phạm nữa hay không? Bà Nguyễn Phương Hằng tố giác tội phạm là hoàn toàn đúng sự thật. Lên đến 100%, tất cả 97 triệu người dân Việt Nam yêu nước ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Ai cũng biết rõ trên 20 người chỉ có bọn quan tham nhũng, bảo kê, bao che cho bọn tội phạm là không hiểu biết bà Nguyễn Phương Hằng là người tố giác tội phạm. Đáng lẽ phải được luật pháp bảo vệ người dân tố giác tội phạm như Đại tá Đinh Văn Nơi, cựu giám đốc công an tỉnh An Giang trước đây, là một người lãnh đạo giỏi, hiểu biết pháp luật Việt Nam. Bảo vệ lẽ phải đã từng nói trên phương tiện truyền thông báo chí. Bà Nguyễn Phương Hằng tố giác lăng băm lừa đảo Võ Nằm Im và đồng bọn trị bệnh bằng cách tra tấn không có hết một bệnh nhân nào, chỉ có chết 5 người được chưa xử lý hình sự. Vì có bảo kê bao che cho bọn tội phạm, bà Nguyễn Phương Hằng là một người yêu nước thương dân, không có tuyên truyền chống phá đảng nhà nước và không có kêu gọi biểu tình lật đổ chính quyền nhân dân. Thì điều luật 331 bộ luật hình sự ép buộc tội bà Hằng là hoàn toàn vô căn cứ. Và vì hiến pháp không có cơ sở pháp lý để kết tội, chỉ có bịa đặt dốc láo. Còn những kẻ bảo kê bao che cho bọn tội phạm vu khống quy chụp vội vã cho bà Nguyễn Phương Hằng là vi phạm điều 331 bộ luật hình sự. Những tên quan tham nhũng bảo kê bao che cho bọn tội phạm là vi phạm điều 389 bộ luật hình sự. Tội không tố giác tội phạm những người làm ông giáo học lớp 3 trở lên là sẽ nhìn thấy được cái đúng cái sai và cái việc làm tốt đẹp của bà Nguyễn Phương Hằng. Làm việc chính nghĩa tố giác tội phạm là hợp ý đảng hợp lòng dân, tố giác tội phạm là để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nếu như quý vị theo dõi drama của bà Nguyễn Phương Hằng từ đầu tới cuối thì ắt hẳn quý vị sẽ thấy được những nhân vật được bà Nguyễn Phương Hằng réo tên liên tục và đó là cái gây nguy hiểm cho người dân, cho đất nước này. Hơn nữa, những việc làm của mấy ông quan tham nhũng này đều có mục đích rõ ràng. Chúng có một kế hoạch kỹ càng cấu kết với nhau thành một thế lực có tổ chức không hề nhỏ. Sau đó, chúng sử dụng quyền lực từ nhà nước thông đồng bao che cho kẻ bất lương, hối lộ tham nhũng, triệt tiêu người bất đồng chính kiến, trắng trợn hút máu dân, giết hại nhân dân. Chống phá doanh nghiệp, phá hoại kinh tế đất nước qua trắng trợn, cố tình sử dụng quyền lực của nhà nước ngồi xổm trên pháp luật, chà đạp nhân dân, tên quan chức đứng đầu thành phố ở phía Nam này, cấu kết với những việc làm mờ ám khuất tất với vỏ bọc được ngụy trang rất kỹ. Cho đến nay vẫn chưa ai phát hiện ra, có thể nhiều người cũng biết nhưng không ai dám mở miệng lên tiếng, người ta sợ sẽ giống tương tự như bà Nguyễn Phương Hằng. Vì thế, người dân cần nhìn nhận rõ ràng tẩy chay hành vi, lợi dụng chức quyền mà đàn áp người dân. Hãy cùng nhau hợp sức đáp trả chúng, người dân có quyền lên án, vạch mặt những tên lãnh đạo thành phố. Vâng thưa quý vị, đến giờ phút này, người dân Việt Nam đã thấy rõ sự liên lẹo của đám ca nghệ sĩ bẩn chúng được bao che của những tên quan chức lãnh đạo tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Phan Văn Mãi và Lê Hồng Nam. Cùng với sự hậu thuẫn của tên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì tên Phan Văn Mãi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tên Lê Hồng Nam, Thiếu tướng Giám đốc Quan Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lợi dụng vào quyền lực của mình là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thì tên Vũ Đức Đam lúc đó dương oai múa võ nhưng lại cấu kết với tên Phan Văn Mãi để cho những đám ca nghệ sĩ xỏ mũi bằng đồng tiền hối lộ, muốn làm gì thì làm, ăn chặn bằng cách lừa đảo người dân. Lúc đó tên Phan Văn Mãi cấu kết với ông Nguyễn Thành Phong rồi cấu kết với người em họ của ông Phan Văn Mãi là Phan Quốc Việt để nhập hàng loạt những cái kit test xét nghiệm giả để hãm hại người dân. Nhiều lần trong buổi livestream của mình, bà chủ đại nam siêu Nguyễn Phương Hằng đã khui ra những sai phạm khuất tất của những tên quan chức tham lam này. Trong thời gian qua, vụ án của drama và Nguyễn Phương Hằng có hàng tá những sai phạm khuất tất, việc Tổng Bí thư nhắc nhở và răn đe là việc rất cần thiết lúc này bởi những gì mà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã làm với siêu đại nam thật là quá đáng. Khi bọn chúng lươn lẹo trắng trợn bất ép siêu Nguyễn Phương Hằng, nhất là tên giám đốc quan thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam, khi tuyên bố rằng ông Phan Mãi mới là người phải chịu trách nhiệm trong vụ án drama của bà chủ đại nam.
Trong khi đó, đám hề lũ cường sĩ lại tự tung tự tác, không bị gì. Tất cả vì chúng đã nhận tiền hối lộ, như vậy có đáng gọi là người con của đảng là người thi hành luật pháp của nhà nước hay không? Điều này khiến lòng dân không phục và tỏ ra rất bức xúc. Chính vì thế yêu cầu Trung ương phải ngay lập tức lập ủy ban điều tra rõ ràng vụ việc khuất tất này. Bà Nguyễn Phương Hằng vốn là đại gia được đông đảo người dân yêu quý và mến mộ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua. Một mình bà đứng lên đấu tố tất cả các ca nghệ sĩ, thần y Lăng Bam Võ Hoàng Yên. Cùng với đó là sự cấu kết của quan chức tham nhũng hối lộ mua quan bán chức, mà cụ thể là tên đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Bá Mãi, trước đây cũng được bà Nguyễn Phương Hằng giúp đỡ, rồi sau đó lại phản bội lại vợ chồng ông Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.